Xin chào à, con đang xem kinh Lục Tỉnh Miền Tây. Nay mình có những lên clip số 3 nhờ Lục Tỉnh Miền Tây đăng hộ. Địa chỉ mình là ấp 4 Sơn Đông, thành phố Bến Tre. Kinh 71 Bon Sai Hữu Lộc. Nay cũng cảm ơn bà con đã cũng ủng hộ hai clip vừa rồi. Đầu clip cũng chúc bà con an lành và hạnh phúc. Nay mình cũng lên cũng nhiều lậu nha bà con, cần thăng tùng vú sữa sứ me rồi ngâu cũng đủ lậu nha bà con, chiều sưng sung lộc dừng mai chiến thủy linh sam rồi. Vô cây số 1 nha bà con, là cây sứ. Cái này sứ xưa nha bà con. Sứ xưa ta trồng ta bỏ lâu đời rồi, nó già cứng dữ lắm rồi. Này đi bó bầu ốp ốp ba giấy báo cho bà con nha bà con. Rồi máy số 1 là 1A nha bà con. Này clip thứ 3 là 1A nha bà con. Chiều cao nó là 54, cái tán ngang nó dày là 46, củ nó hình quái thú rồi bà con, củ bự dữ. Rồi củ nó là dòng củ nó là 97 nha bà con. Rồi xứ xưa nha bà con, nó đang chuẩn bị lên bông dữ lắm. Rồi cái xứ này giao lưu với bà con là 1 triệu, triệu bó bầu nha bà con, đẹp lắm bà con ơi, nó bự liền kết, nó già dữ lắm, già. Rồi xuống cây, rồi cây số 2 là cây mai chiến thủy nha bà con. Thủy này nó già dữ lắm, già rồi gần 20 năm rồi á. Cây này bà con về xả ra chậu lớn bà con nuôi cho nó thành phẩm. Cái này nó mới có chưa được nửa đường, chiều cao nó là 37, tán dài nó là 47, tán ngang nó 24, cái hoành thân nó ngay đây là 32. Con này cái củ nó bít cái chậu luôn mà con này. Cái củ nó là 64 rồi, nó dài dữ lắm mà, nuôi da đen gò công. Cái này đi chơi được mà. Rồi cái này giao lưu với bà con là 1,2 triệu bó bầu nha bà con. Rồi bà con muốn lấy chậu thì mình thương lượng. Rồi xuống cây, mã số 3 là cần thăng nha bà con. Cần thăng này nó già dữ lắm rồi, nó giờ nó hết mặt cắt mặt thẹo vậy luôn, nó già trắng luôn rồi. Này nuôi cái cốt cắt hồi xưa cắt đây nuôi cái cốt, bây giờ nó bự hơn ngón tay cái luôn. Chiều cao là 47, tán ngang nó là 61, hoành thân nó thì ở đây thì nhỏ rồi con, hoành thân nó ở đây thì 13, nguyên cái cũ nó dày là 29 nha bà con. Này già dặn dữ lắm, này nuôi lâu năm rồi. Rồi cây mã số 3, 3A, giao lưu với bà con là 650 nha bà con, 650 hả. Cây số 4 là cũng cây cần thân nha bà con. Số điện thoại giao lưu mình là 0932 831 812 nha bà con. Chiều cao nó là 39, cái tán đổ nó là 47. Cái hoành thân nó là 11, nguyên hoành cũ nó bự lắm bà con. Cái hoành cũ nó là 42 rồi nha bà con, bự chán. Đây là đó, cắt mặt cắt bây giờ nó muốn liền luôn rồi bà con. Rồi cây mã số 4 này, chân cành nó là bự hết rồi bà con, liền hết rồi nè, chân cành nó bự chán rồi. Rồi cây mã số 4A
cũng giao lưu với bà con là 700k, cũng bự lắm bà con, già lắm. Rồi tới mã số 5, 5A cũng cần thăng đó bà con, cây này nó bự dữ lắm bà con, liền cốt hết rồi. Chiều cao nó là 35, cái tán dài của nó dày là 64, cái tán ngang nó là 28. Này cái thân nó nhỏ nữa bà con, mà nguyên cái cục nó nằm như con gì bạch tuộc cũng gì. Cái củ đo ngang đây nó là 35, cái dòng đế nó dày là 46. Này, co nó gắt cấm nha bà con, co nó gắt nó dính đây luôn rồi. Và bà con muốn cắt cái rễ này thì nó thành là ra như con thú vậy đó bà con. Nè, nó dần xương tàn nó là bự hết rồi. Rồi mã số 5 giao lưu với bà con là 750 nha bà con. Mã số 6 nha bà con, dáng cành rớt, nuôi chân cành đó nha bà con, nuôi chân cành nó bằng ngón tay cái rồi. Ngọn đó đó cắt ra đây nuôi lớn và lâu dữ lắm, mặt tẹo đây liền luôn. Chiều cao là 46, tán ngang giờ là 53, tán rộng giờ là 28. Cái hoành thân ngay đây là 14, cái hoành cũ ở dưới đây là 40 nha bà con, nó già dữ lắm rồi bà con ơi. Cái này hết mặt cắt mặt thẹo rồi, đây nó liền luôn rồi. Rồi cây mã số 6 cũng giao lưu với bà con là 700k. Này là 7A nha bà con, clip số 3 nha bà con, 7A. Cái này quái lắm bà con ơi, y như con gì nó uống nước. Chiều cao là 27, cái tán đổ nó về là 36, cái hoành thân ở trên đây nó nhỏ bà con, hình thân trên đây là 8 cm, nguyên cái cục hoành đế nó là 43, cục là bự lắm nha bà con. Đây là cắt là nó muốn bít luôn rồi. Rồi cây mã số 7 giao lưu với bà con là 750 nha bà con. Rồi xuống cây mã số 8 là cây tùng nha bà con, dạng niên tùng nha bà con. Này gốc nó bự dữ lắm bà con nè, tại đắp đắp kêu lên nè, đó, gốc nó là bự dữ lắm. Chiều cao nó là 48, cành rớt xuống về là 50, hoành thân đo ngay đây là 16, nguyên cái củ bệ nó đo ngay đây nè là 37 nha bà con, 37 cái củ bệ nó bự dữ lắm bà con. Cái tùng này là nó già dữ lắm, già rồi. Đây cái cành bà con cũng chơi cắt ngay đây cũng đẹp, mà dày cũng đẹp. Rồi cây tùng mã số 8A giao lưu với bà con là 1 triệu. Cây này là cây kiều hùng đó bà con, nó già dữ lắm, già rồi. Chiều cao nó là 48, cái tán ngang nó về là 37, tán dài nó về là 79. Thôi đo dày nha bà con, dày là 50, còn từ ngọn nó đổ xuống dưới là cũng 50 nha bà con. Quần thân nó đo ngay đây là 11. Này có cục đá buộc vô thôi nha bà con, chứ không có dính nha bà con. Con có cần lấy thì tặng bà con luôn. Rồi cái dòng cũ nó vậy là 32 lận nha bà con, già dữ lắm, già rồi. Này nó hết dây luôn rồi. Cái con này là bẻ hết dây, còn mấy cái này mình kìm lại đang xếp cho bà con nó không gãi. Già dữ lắm rồi bà con. Rồi mã số 9 cây kiều hùng
là giao lưu với bà con là 1,2 triệu nha bà con, cái này bó bầu nha bà con. Cái nào chậu thì nói bà con có chậu. Rồi tới cái này là cây gia nhật nha bà con. Số điện thoại mình giao lưu là 0932 831 812. Mong bà con ủng hộ mình clip này nha bà con. Chiều cao của nó là 39, tán dài về là 59. Cái này rồi đo nguyên cục đá rồi con, nó già, già trắng luôn rồi. Da nhật này mình làm hòn non để trong nhà cũng được, nguyên cục đá rễ nó hết là 85 nha bà con. Đó. Chiều cao nó là 43. Này nó già dữ lắm mà con, mặt nào cũng đẹp hết. Này cũng xếp bó cục đá cho bà con nha. Cái chậu này, chậu xi măng. Rồi mã số 10 giao lưu với bà con là 1,2 triệu. Là bó bầu nha bà con. Rồi mã 11A nha bà con. 11A là cây mai chiến thủy, nuôi Gò Công nha bà con. Này giờ nó già dữ lắm, già nè. Chiều cao nó là 61, tán dài nó dài là 66, tán ngang nó dài là 28. Cái hoành thân nó ngay đây là 27. Nguyên cái bệ nó dài nha bà con. Bệ nó là nó cũng đứt cái chậu mà. Cái bệ nó là 66. Ngọn cắt giật ngay đây nha bà con, nuôi lên cái ngọn nuôi lên là nó cũng cỡ 12 rồi. Cành nhất nó thì bự hơn ngón tay cái này nha bà con. Nè bà con coi nó nu nè, nu nó già này cũng cỡ 20 mấy năm đổ lên đó, giờ già trắng luôn rồi. Rồi cây mai chiến thủy nu Gò Công, da đen lá lớn, giao lưu với bà con là 1,5 triệu nha bà con. Này bó bầu cho bà con nha, già dữ lắm rồi bà con ơi. Mỗi cái cục hoành của nó là cũng bự dữ lắm. Rồi xuống cây nha bà con. Tháng 12 là cây chiều xuân nha bà con. Chiều xuân nó bông nó thơm lắm. Chiều cao nó là 47, cái tán ngang nó là 42. Cái hoành cũ nó dày, đo đây bà con là 47. Cái này nó là nó lên 3 thân nha bà con. Đây có tược nữa. Cũ này thì nó liền lạc, nó không có bọc lũa gì hết nha bà con. Đây đây nó có một chút xíu à, không phải bọng, chút xíu à. Nó liền hết rồi. Rồi cây chiều xuân mã số 12, cây co lắc đẹp lắm nha bà con. Mã số 12 giao lưu với bà con là 1,2 triệu nha bà con. Cái này cũng bó bầu cho bà con nha, chứ cái này chậu nó nặng dữ. Rồi mã số 13 là cây sung nha bà con. Cây sung này là cây sung vườn mình mà nó già, già dữ lắm, già rồi. Này nó qua một đợt trái, nó còn tua quả nữa nè bà con, à, chuẩn bị nó ra trái nha. Rồi chiều cao nó là 34, cái tán ngang nó là 37, cái hoành thân nó ở đây là 18. Củ nó bự lắm bà con, củ nó bích, nó muốn bích cái chậu luôn đó. Cái củ to vậy á, cái củ đo vậy là tới 60 lần nha bà con. Nè, nguyên củ nè. Bên đây là hình thú nè. Đây, 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 mấy cái tua quả nó nhỏ nhỏ nhiều lắm nha bà con. Rồi, cây sung mã số 13A giao lưu với bà con là 900k. Cũng bó bầu nha bà con. Rồi, xuống cây. Rồi, lập dừng đó bà con. Lập dừng bông đỏ nha bà con.
Rồi chiều cao nó là 49. Cái tán dài nó giờ là 60. Cái tán ngang nó là 31. Hoành thân nó thì nhỏ thôi con. Hoành thân đo ngay đây đi. Là nó 9. Nguyên cái cũ hình y nhân thú 34 chân cẳng luôn nè, già trắng móc luôn rồi đó. Còn rễ dưới dữ lắm rồi con. Rồi mã số 14 giao lưu với bà con là 800.000. Rồi xuống cây. Rồi cái này là linh sam. Linh sam 86 rồi bà con. Này nó cũng nuôi đời đầu, nuôi thiên nhiên chứ không phải công nghiệp đâu bà con, nó già dữ lắm. Cốt cành nuôi nó bự bằng muốn gần ngón tay út mình, mà dây xả hết dây rồi bà con. Chiều cao là 38. Tán ngang về là 67. Từ ngọn nó đổ xuống là 64 nha bà con. Cái hoành thân đo ngay đây là nó 15. Nguyên hoành cũ là nó 31. Cái này nó thần chậu nằm trong đây lâu lắm rồi con. Rồi cây mã số 15 linh sam 86 giao lưu với bà con là 750 nha bà con. Ngày cũng bó bầu cho bà con, nói từng chậu rồi, bông đẹp lắm bà con ơi. Cái này cắt nước này là ra bông mà xếp cho bà con thì nó rớt lá. Rồi tới me nha bà con, cái này đọt đỏ đỏ, không biết me ngọt này, chắc me ngọt nè bà con, me ra đọt đỏ rồi. À me ngọt có làm dấu rồi bà con. Chiều cao nó là 96. Nó lộn thước bà con ơi. Lỗi rồi con. Rồi chiều cao nó là 65. Cái tán ngang nó vậy là 35. Từ ngọn nó rớt xuống đây là 60. Hoành thân ngay đây là 19. Nguyên cái củ bệ nó là 59. Này là thân nó co, nó ở, nó gắt này mà con. Nó vọng đánh ra đây, cái này cũng già nuôi cho chân cành nó muốn nhỏ hơn ngón tay cái một chút. Rồi mã số 16 giao lưu với bà con là 1.300.000 nha bà con. Đẹp lắm bà con ơi, lắc lượng già lắm này, thừng chậu báo bầu cho bà con. Con về để về y vậy bà con làm trái. Rồi xuống cây. Mã số 17A nha bà con. Cũng là me. Cái này là me chua. Số điện thoại giao lưu mình là 0932 831 812. Mong bà con ủng hộ mình nha. Chiều cao nó là 69. Cái tán ngang nó là 64. Cốt cành nó cũng muốn bằng ta cái hết rồi bà con. Cái hoành thân nó đây là 21. Nguyên cái vàng củ bệ nó ra đây là 61. Cái này thì nó lắc vòng tròn đó bà con. Lắc kiểu này mấy ông nhậu xỉn không bẻ. Rồi mã số 17 cũng giao lưu với bà con là 1.300.000 luôn nha bà con, đồng giá 1.300.000. Rồi mã số 18 nha bà con. Chiều cao là 87. Tán ngang là 54. Hoành thân 19. Hoành cũ 60. Này trồng quan giả rồi, không có sữa, có sữa thân không,
này già dữ lắm rồi, này về mình làm mà trái cũng có lý được đó bà con. Rồi cây mã số 18 cũng giao lưu với bà con là cũng 1,3 triệu luôn nha bà con, này tại xếp hơi nặng, ai lại tới nhà thì bà bớt 300 ngàn đó. Bà con 1 triệu. Rồi xuống cây, cây này cũng là cây linh sam 86 nha bà con, sam 86 già dữ lắm rồi bà con, này cái đời đầu á, chiều cao 50, cái tán ngang đo về là 43, còn tán dài nó về là nó tới 98 nha bà con, 98, này là dạng như dáng làng đó bà con. Cái thân này là 16, cái thân bên đây là 12, tổng luôn là 28, này còn đế dưới nha bà con, này nó cũng thần chậu rồi bà con ơi, nó nằm nguyên cái chậu cái này, giao lưu với bà con cũng bó bầu cho bà con nha. Này nó cũng bự cái xếp nó chắc cũng cao. Rồi nha, thân này là hết dây rồi nha bà con, nuôi là bẻ đắt co này là bự hết trơn. Rồi cây linh sam mã số 19 giao lưu với bà con là 1,2 triệu thôi nha bà con. Nay xã bà con này đẹp lắm, này xếp đang chuẩn bị bung bông luôn. Rồi cũng linh sam 86 rồi bà con. Đó, này với cây kia là cặp đó, còn có hai cây này nữa à. Chiều cao nó là 41, cái tán ngang nó dày là 40, cái tán dày là cũng 98 y như cây kia bà con ơi. Còn thân bay này là 15, nguyên cái cũ đo ở đây thôi là 28, còn đế nó còn nha bà con, này cũng hết dây rồi, này về là chơi thôi. Rồi cây linh sam mã số 20 cũng đồng giá bà con là 1,2 triệu, là cây me whip đó bà con, này cũng me nè, cái dáng co lắc đổ xuống cái này, mặt cắt này nó có cái nhánh này nó cũng mau liền nha bà con, cái mặt cắt nó cũng cỡ 3 ngón tay, mình mới cắt sửa lại đó, nó ngoắt lên rồi mình mới cắt sửa đổ lại nha bà con, vàng củ đế đó bà con, y như con thú nha, hai mặt mặt nào cũng đẹp hết. Bà con muốn chơi gián thú mà con cắt cái rễ này bỏ là nó lòi chân đuôi ra luôn nè. Rồi chiều cao từ mặt chậu lên đây là nó 56 nha bà con. Cái đáng đổ của ngọn xuống dưới đây là 67 nữa, bà con muốn thả nữa thì bà con thả tiếp. Hoành thân cây này nó bự nhất vườn nè bà con. Hoành thân nó đây là 23, nguyên cái cũ nó dày là 89 lận bà con, bự dữ lắm, bự co eo nó nè đó, nó lắc xuống đây. Rồi cây me mã số 21A nha bà con, cây me mã số 21A co lắc dữ lắm nha bà con, tại cây này cũng nhiều tiền mà quay kỹ kỹ cho bà con coi mấy cái lắc này đó, nó co lắc mà giờ nó bự về lâu lắm rồi. Như dàn đế nó cho bà con coi nó đều hết à, không có thiếu mặt nào hết. Rồi cây mã 21 giao lưu với bà con là 2,5 triệu nha bà con, anh miên vườn có một cây một. Cái này là cây ngâu đó bà con, cây ngâu, ngâu bông nó vàng, cây này nó cũng già dặn lâu rồi, hình cũng hình thú mà bà con. Chiều cao là 48, cái tán ngang là 60, tán dài 60 nha bà con, tán ngang về là nó 30, cái hoành thân đo ngay đây là nó 29,
đo cũ bệ khỏi đo rễ rồi bà. Cũ bệ nó đây là 51, này nó là hình thú nghe bà con, bốn chân có đuôi nè, đuôi đang làm đuôi. Ở đây thì nó có lũa mà giờ đang bấu vô, chân cành nó bự hết rồi, có cái nó cũng xiết dây rồi, cành nó bự vậy nè bà con. Rồi quay mặt sau cho bà con coi luôn nha. Đó, mặt sau này mình chơi mặt tiền mặt sau này cũng được. Đây nó có cái thẹo cũng nhỏ, này nó cũng mau với cái mặt thẹo trên ngọn này nha bà con. Đó, cho bà con kỹ bà con coi đó, mặt thẹo nó đó mà nó già nó bấu hết rồi. Rồi cây ngâu mã số 22 giao lưu với bà con là 1,8 triệu nha bà con. Rồi này cũng bó bầu bà con luôn nha. Rồi tới vú sữa nha bà con. Đây, còn cây vú sữa này tính nó nuôi thử coi nó có trái không, mà nay sung quá là lên giao lưu với bà con luôn. Chiều cao nó là 82, tán ngang nó vậy đó là 67. Cái hoành thân nó đo ngay đây là 15, nguyên cái cục nó vậy là 39 nha bà con. Đây nó có cái cục rồi, đế thì nó được như đây. Mày về có thể ra trái nha bà con. Rồi cây vú sữa này tới chừng đi là vô dây rồi ốp ốp vô vàng nha bà con cho nó gọn, chứ cái này mà xếp cái ngọn này nó cũng mắc tiền nha bà con. Rồi mã cây vú sữa mã số 23A nha bà con là 1,8 triệu nha bà con, bao xếp cũng bó bầu bà con, cho bà con mong bà con ủng hộ giùm mình nha. Số điện thoại mình là 0932 831 812. Rồi xuống cây. Rồi cây vú sữa số 24A các bà con. Hai cây. Chiều cao nó là 61. Tán ngang nó vậy là 67. Quần cũ nó ngay đây là 22. Rồi cây mã số 24 cũng giao lưu bà con là 1,5 triệu nha bà con, cũng bó bầu cho bà con nha. Rồi tới tùm kim nha bà con. Kim này cái cây này nó cỡ ngón cái mình nè. Này là để thiên nhiên không có bẻ sữa, về bà con khéo tay bà con làm lại. Rồi tùm kim có người kêu tùm cói. Rồi cây tùm này cái chiều cao nó là 29, tán rộng nó về là 46, tán ngang nó về là 25, à, tốt lắm đó bà con. Tìm. Rồi cái này giao lưu với bà con là 500 ngàn. Rồi cũng bó bầu nha bà con, cái này cũng cùng kim luôn nha bà con. Chiều cao nó là 24, tán rộng 37. Cái này thì nó nhỏ hơn nha bà con, nó cỡ con cái mình nhỏ hơn chút. Rồi cái này giao lưu với bà con là 400k, cũng bó bầu nha bà con, về bà con bẻ dáng đổ đẹp lắm. Rồi xuống cây luôn nha bà con. Cái này là cây dúi nha bà con, dúi nó già dữ lắm rồi, giờ nó như cục đá luôn rồi, trắng như cục đá luôn rồi. Này chiều cao nó có 12, trên mặt chậu lên 12 nha bà con, nó đổ xuống về là 25. Cái cũ bệ đo nó ở đây á là 27. Rồi cái cũ dúi này là giao lưu với bà con là 7 700k nha bà con, già dữ lắm rồi, này nó còn ở dưới nữa. Xin cảm ơn bà con theo dõi clip phát clip của mình. Cảm ơn bà con ủng hộ mình mấy clip trước. Mong bà con ủng hộ mình tiếp clip này nha bà con. Rồi số điện thoại mình là 0932 831 812, cũng là số Zalo nha bà con. Rồi xin cảm ơn bà con nhiều, chào bà con.